thứ ba, diệt đế, trạng thái chấm dứt hoàn toàn đau khổ. Tình thương có mặt ở đâu thì niềm vui có mặt ở đó, mà niềm vui chính là trạng thái diệt đế. Diệt đế tức là chân lý chắc thật, nói về quả vị trong đạo Phật mà một người tu chứng được. Nhưng vì sự tu hành có thấp có cao, có rộng có hẹp, nên quả chứng cũng có thấp có cao, có chưa hoàn toàn và có trạng thái chấm dứt hoàn toàn đau khổ. Có ba điểm nhỏ để đánh giá mình đi đúng đường tu hay chưa. 1. Thấy mình đạo đức hơn, nghĩa là bớt ích kỷ, nhường nhịn, bao dung hơn. 2. Tâm hồn an lạc hơn, bớt những buồn vui giận hờn quá đáng. 3. Cuộc đời bắt đầu có may mắn hơn, nhiều niềm vui đến với mình hơn. Kết quả của sự tu hành từng bước sẽ là một đời sống thoải mái, nội tâm đạo đức vững chắc hơn, nội tâm thanh tịnh, nhập định, trí tuệ, thần thông, giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi sinh tử. Hạnh phúc, trạng thái sẽ là sự mát lành, bình an, hỷ lạc, lắng động, sinh khí. Trạng thái này sẽ có nhiều cấp độ, tùy thuộc vào sự tu tập chứng ngộ của mỗi người. Và để được trạng thái hạnh phúc không còn đau khổ ấy, không con đường huyết mạch chân lý nào khác ngoài đạo đế.